Chuyển động kinh tế chứng khoán ngày 20 tháng 7 năm 2023. Phiên hôm nay là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai, nên diễn biến của VN Index có biến động khá mạnh. Theo đó, sau khi hồi phục trở lại mốc 1.170 điểm, chỉ số đã giảm trở lại về lại vùng đáy của phiên sáng, nhưng cũng nhanh chóng có nhịp tăng 7 điểm, vọt lên trên tham chiếu chỉ trong ít phút và tiếp tục trở lại sắc đỏ trước khi bước vào phiên ATC. Trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa này, lực cầu tích cực ở một số blue chip đã kéo VN Index hồi phục, nhưng chỉ chớm chạm gần tham chiếu khi đóng cửa. Chốt phiên, trên sàn HOSE, chỉ số VN Index giảm 0,01% xuống 1.172,81 điểm, trong đó có 252 mã tăng và 201 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 796,6 triệu đơn vị, giá trị 16.400,4 tỷ đồng, giảm hơn 11% về khối lượng và 7% về giá trị so với phiên hôm qua. Trên sàn HNX, chỉ số HNX Index tăng 0,69% lên 233,07 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 97 triệu đơn vị, giá trị gần 1.553 tỷ đồng. Trên Upcom, chỉ số Upcom Index tăng 0,6% lên 87,65 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 47 triệu đơn vị, giá trị gần 621 tỷ đồng. Phiên hôm nay, khối ngoại quay đầu bán ròng nhẹ 39 tỷ đồng trên toàn thị trường sau nhiều phiên liên tiếp mua ròng mạnh. Tại chiều bán, cổ phiếu ngân hàng MSB bị bán mạnh nhất với giá trị 136 tỷ đồng. Chiều ngược lại, cổ phiếu đầu ngành sữa VNM được mua ròng mạnh nhất với giá trị 88 tỷ đồng, HPG xếp thứ hai danh sách mua ròng mạnh với 69 tỷ đồng. Nhận định chứng khoán ngày 21 tháng 7 năm 2023. Chứng khoán VCBS nhận định, về góc nhìn kỹ thuật, VN Index đang có diễn biến khá tích cực khi chỉ số đi ngang và giữ vững ở vùng điểm tâm lý và hai chỉ báo MACD và RSI đang giảm xuống và hình thành đáy. Với diễn biến hiện tại, VN Index xác suất cao sẽ tích lũy quanh vùng điểm nêu trên và tiếp tục hướng lên khu vực 1.180 đến 1.200 điểm. VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư cân nhắc gia tăng tỷ trọng đối với những cổ phiếu đang có xu hướng thu hút lực cầu trở lại sau khi kiểm tra thành công vùng hỗ trợ thuộc các nhóm ngành như thép, bất động sản, điện. Theo chứng khoán SHS, thị trường đi ngang trong vài phiên vừa qua đủ tạo ra một nền tích lũy nhỏ để tiếp tục bật lên, nhưng khả năng thị trường có nhịp điều chỉnh là cần thiết để củng cố xu hướng tăng. Trong trường hợp VN Index tiếp tục tăng điểm thì rất có thể nhịp điều chỉnh sau đó sẽ mạnh hơn. SHS cho rằng khả năng thị trường điều chỉnh ở vùng hiện tại vẫn là khá cao và cần thiết. Dưới góc nhìn của chứng khoán KBSV, VN Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang tích lũy trong các phiên tới trước khi quay trở lại xu hướng tăng điểm và hướng lên vùng đích kỳ vọng quanh 1.190 điểm. KBSV khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ một phần vị thế theo xu hướng chính, đồng thời thực hiện trading quay vòng với phần còn lại, mua hỗ trợ, bán kháng cự tùy theo từng mã riêng lẻ. AFDB cảnh báo tổng nợ của châu Phi lên tới 1.300 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch của nhóm ngân hàng phát triển châu Phi AFDB, ông Akin Gumi Adesina mới đây cho biết tổng số nợ của lục địa đen ước tính khoảng 1.300 tỷ đô la Mỹ, với chi phí trả lãi vay đạt 22 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Con số này dự kiến tiếp tục gia tăng trong năm 2023. Ông Adesina đã đưa ra những thông tin trên trong bài phát biểu tại cuộc họp điều phối giữa năm lần thứ 5 của Liên minh châu Phi được tổ chức tại Nairobi, Kenya. Để giải quyết vấn đề nợ này, ông Adesina nhấn mạnh sự cần thiết của việc hợp tác với tất cả các tổ chức tài chính quốc tế. Ông kêu gọi châu Phi thay đổi cách tiếp cận các khoản nợ và ủng hộ việc chấm dứt tất cả các khoản vay dựa trên tài nguyên thiên nhiên. Deutsche Bank nhận án phạt 186 triệu đô la Mỹ tại Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày 19 tháng 7 thông báo phạt ngân hàng Deutsche Bank của Đức 186 triệu đô la Mỹ do vi phạm các lệnh trừng phạt và do các hoạt động không an toàn và không chính đáng tại các chi nhánh ở Mỹ. Đây là quyết định mới nhất trong một loạt các thông báo phạt nhằm vào ngân hàng của Đức tại cả Mỹ và châu Âu do vi phạm quy định về chống rửa tiền trong vài năm qua. Fed công bố quyết định phạt sau khi kết luận rằng chi nhánh tại New York của Deutsche Bank đã không đạt đủ tiến triển trong việc khắc phục các vi phạm lệnh trừng phạt và quy định về chống rửa tiền lệnh theo các phán quyết của tòa án vào năm 2015 và 2017. Deutsche Bank bị phạt do các hoạt động không an toàn và không chính đáng liên quan đến chi nhánh tại Estonia của ngân hàng Đan Mạch Danske Bank. Thông báo phạt được đưa ra sau khi ngân hàng của Đức đã chịu phạt gần 630 triệu đô la Mỹ vào năm 2017 để chấm dứt điều tra của Mỹ và Anh về các giao dịch chứng khoán tại Nga. Nỗi lo về kinh tế Trung Quốc tác động tới tâm lý nhà đầu tư châu Âu. Giới quan sát nhận định các thị trường châu Âu vẫn đang quay cuồng với hàng loạt số liệu kém ấn tượng của Trung Quốc, cùng những lo ngại về đà phục hồi chậm chạp sau COVID-19 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Sức phục hồi yếu ớt của Trung Quốc đã phủ bóng đen lên các thị trường toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu, nơi các lĩnh vực như tiêu dùng, công nghệ, công nghiệp và vật liệu đều dễ bị tác động bởi thể trạng của nền kinh tế Trung Quốc. Điều đó có nghĩa giới đầu tư có những tâm lý khá trái chiều đối với chứng khoán châu Âu.
Chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản giảm ngày thứ hai liên tiếp sau khi báo cáo công bố hôm 17 tháng 7 cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã chững lại trong quý 2 năm 2023. Diễn biến này gây áp lực buộc các nhà hoạch định chính sách tại Bắc Kinh phải triển khai nhiều biện pháp kích thích hơn. Chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia được kỳ vọng tăng cường hơn nữa quan hệ song phương. Ngày 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Malaysia ra thông cáo báo chí về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anwar Ibrahim. Chuyến thăm diễn ra trong hai ngày 20 và 21 tháng 7 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính. Theo thông cáo báo chí, bên cạnh các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Thủ tướng Anwar sẽ chứng kiến việc trao đổi biên bản ghi nhớ giữa các bộ, ngành của Malaysia và Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau để tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia. Bộ Ngoại giao Malaysia nêu rõ chuyến thăm chính thức được kỳ vọng sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ bền chặt hiện có giữa Malaysia và Việt Nam như một quốc gia láng giềng và đối tác thân thiết trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Năm 2023 cũng đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, do vậy chuyến thăm tạo cơ hội tăng cường hơn nữa quan hệ song phương. Nợ thuế ở thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 9% số thu ngân sách được giao. Theo thông tin từ Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn là 43.022 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cuối năm 2022. Đáng lưu ý, trong số hơn 43.000 tỷ đồng nợ thuế này, có 12.672 tỷ đồng tiền thuế nợ là các trường hợp tăng đột biến. Trong năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh được giao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 469.375 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ thuế ở thành phố Hồ Chí Minh đang chiếm gần 9,2% số thu ngân sách được giao. Ngay cả khi trừ các trường hợp tăng nợ đột biến, thì tỷ lệ nợ thuế cũng tới gần 8,9%. Mức tỷ lệ này khá cao so với mục tiêu ngành thuế đưa ra hàng năm là tổng số nợ thuế đến cuối năm không vượt quá 5% tổng thu ngân sách cả năm. Do đó, việc thu hồi nợ thuế sẽ là một trong những áp lực đáng kể của ngành thuế thành phố Hồ Chí Minh trong nửa cuối năm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!